Mọi người nhìn thấy cái suất ăn của gia đình nhà trọng không mọi người? Mặc dù là cũng là đầu gà thiệt, nhưng mà cái đầu gà này nè, trọng nấu mà thấy nó chảy nước ra không? Trời, cái nước nó ngon, nó béo, nó hầm ra nó mềm. Đó. Cái này là trọng mua ngoài chợ nha, trọng không có mua cái loại mà đầu gà công nghiệp mà người ta chặt, người ta đông lạnh á, có 11, 12 ngàn là trọng không có mua nha. Trọng mua cái này là loại 20 ngàn, là cái chỗ người ta bán gà ăn á, gà mà dạng gà dai á, nó ăn á, rồi người ta chặt cái đầu người ta bán cho mình á, nên là cái ký chỗ trọng mua nè là 20 ngàn, 20 ngàn ký đầu này lận, chứ không phải là 10 như hay là 15 ngàn như mọi người chia sẻ đâu. Là đây là gà ăn, mỗi ngày chỗ trọng chỉ là mua được khoảng 3 4 ký thôi. Nếu đặt hàng cái chỗ giết mổ á thì tất cả các nó đặt cho mình là được chắc cả chục ký là có, chứ không có được nhiều. Tại vì ở trên trọng chợ nó cũng nhỏ đó, rồi xung quanh chợ người ta chỉ có vài sạp bán thôi, nên là vậy đó. Cái đầu gà này thì nó to hơn nè, mọi người thấy nó to hơn không? Nó mà trọng nấu mềm dữ lắm để cho nó ra cái nước. Mọi người nhìn cái nước này đó, cái nước này là trọng có niêm hạt niêm nha, niêm một số hạt niêm nó vừa phải này cho mọi người đó. Chiều trọng sẽ lấy kéo ra trọng cắt hết, trọng nhấp nhỏ 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 ra để đảm bảo mấy cái bé mà nó ham ăn á, nó sẽ không lừa thịt nó ăn, rồi mấy cái bé nhỏ không có răng, mấy bé già thì nó cũng sẽ ăn được. 3,5 ký này là 70 ngàn, cứ ngày là quy định là 70 ngàn, 70 ngàn. Còn đây là phần ăn của mấy bé em mèo, mèo là cá cá luộc. Bữa nay chồng không có nướng nữa, mà bữa nay chồng chồng thành luộc, luộc chung với cái này nè, rồi chín là chồng gấp ra, chồng xé, chồng để đây. Cá cá này là 1 ký là 60 ngàn. Mua cá tươi thiệt là tươi, không có mua cá mà đã ế. 60 ngàn 1 ký, là 1 ký khoảng 7 đến 8 con, thì một ngày nó ăn 4 con. Hạt là riêng nha, hạt nè, hạt là riêng, hạt mèo là riêng. Con trai trọng lúc nào nó cũng trực, nó ăn hết trơn á, ăn suốt ban ngày, nó ăn hoài mà không thấy nó mập. Đây lại ăn hoài mà không mập, con trai có ba ăn đi, thức ăn lúc nào cũng tràn bản họng hết trơn á. Con dâu giấc mẹ hỉ ngủ à. Còn cơm, cơm là trọng nấu trong cái son này, giấc này là trọng đã mở nắp ra rồi, trọng để cho nó nguội á, trọng để cho nó nguội rồi chút nữa trọng sẽ đổ cái nước gà vô đây cho nó thấm, nó tơi hộp cơm lên, và ăn cái hộp cơm thì mấy bé ăn cái hộp cơm thì nó sẽ ăn được mềm, mà nó có cái gì thấm á, nó không bỏ cơm mình không ngâm á, mình không ngâm cơm vô thì cái hộp cơm nó sẽ lạc lạc, thì các bé nó ăn hết cái thức ăn thì nó có khi nó sẽ bỏ cái hộp cơm. Còn nếu như mà bây giờ mình đổ cái nước hầm vô đây nè, thì trong vòng 30 phút sau nó dưng lên tới chỗ này luôn, nó nở ra đó, nó hút cái nước. Nhờ quan trọng cái lúc hút nước đó thì nó sẽ tạo ra một cái hộp cơm nó mềm, mà nó có vị gà, nên là nó sẽ ăn được, nó không có bỏ. Nó ăn thịt chứ anh trọng nó nè, này ngán cá rồi. Ủa, sao có con tóc này, ngán cá rồi, nên là ngán cá ngán thịt này, nên là anh trọng mua trái mướp về cái thế thôi. Ăn món này đơn giản gì cho nó nhẹ bụng nè. Lúc nào trọng cũng chuẩn bị hạt nêm nè cho mấy em, lúc nào trọng cũng mua hạt nêm hết chứ á, là mấy em chờ trọng là ăn hạt nêm, chứ không có để luộc lạc quá cũng không được, lạc quá nó ấy lắm. Thôi, chúng xin dừng video nha mọi người.